Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện. Kênh video chuyên review các cái dòng sản phẩm làm xe 3 4 bánh và phụ tùng của nó. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ động cơ dành cho một cái cây cầu điện lớn. Dòng động cơ này có tốc độ cao và nó thuộc dòng động cơ AC. Giống như động cơ điện công nghiệp đấy, nhưng nó chạy điện ắc quy 60V qua bộ điều áp điều khiển tốc độ. Chọn bộ dây điện, công tắc đảo chiều và ổ khóa, chân ga. Động cơ này có công suất là 60V. Động cơ này có công suất là 60V, 3 kW. Và bây giờ mình sẽ cùng test tốc độ của cái động cơ này cho các bạn xem và tham khảo. Với cái dòng động cơ này thì nó thiên về tốc độ nhanh, chứ moment khởi động của nó thì không được cao bằng những cái dòng BLDC, nhưng tốc độ của nó thì rất là nhanh. Đây là một cái đồng hồ để đo tốc độ vòng tua mình vẫn hay thường sử dụng. Đây là bàn ga. Khởi động rất là mạnh. Đấy, vòng tua của nó hiện tại là 5.000, gần 5.100 vòng trên phút. Con động cơ này thì nó có cái đặc biệt là nó là dòng động cơ AC và không có chổi than, cũng không sử dụng nam châm luôn. Đấy, cho nên là khi các bạn thấy mình ngắt chân ga rất lâu rồi nhưng mà động cơ vẫn chưa dừng hẳn. Đây. Đây là cần số. Chạy ở giải tốc độ chạy lùi. Ở chế độ chạy ngược lại, chạy lùi thì rất là an toàn. Nó chỉ khoảng 1.600 vòng trên phút thôi. Và khi các bạn để chế độ mo này, và chạy tiến, chạy tiến, tốc độ 5.100 vòng trên phút các bạn. Đối với những cái dòng động cơ BLDC bình thường thì nó rơi vào khoảng 3.000 cho đến 3.500 vòng trên phút. Thì qua một cái bộ giảm tốc nó là khoảng 10 đến 12 lần. Nó có hai loại hộp số, một loại hộp số giảm đi 10 lần và một loại hộp số giảm đi 12 lần. Đấy. Thì đối với cái loại 3.000 đến 3.500 thì nó giảm đi 10 lần thì nó còn khoảng 300 vòng trên phút ở đầu trục ra. Thì cái dòng đấy nó rất là khỏe, nó thường phù hợp với lại mình chạy tải hàng. Còn đối với những cái dòng động cơ như con động cơ AC này thì nó thiên về làm xe thể thao, cần tốc độ nhanh. Thì các bạn cần tốc độ cao thì sử dụng con động cơ này rất là phù hợp. Con này nó là 3.000W, động cơ AC, chạy điện ắc quy 60V. Vòng tua không tải 5.100 vòng trên phút. Khi qua hộp số ra đến đầu trục bánh xe thì nó rơi vào khoảng 500 vòng trên phút. Tùy theo đường kính bánh xe thì các bạn có thể nhân lên tốc độ của nó, có thể tính ra được tốc độ.
với cái đường kính bánh xe là 50 cm. Với đường kính bánh xe thì ta có công thức tính tốc độ như thế này, sẽ bằng đường kính bánh là bằng 0,5 nhân với lại 3,14 nhân với lại số vòng tua, gọi là 500 vòng trên phút, và nhân với lại số phút là nhân với lại 60 chia cho 1000 thì dã ra km/h. Tốc độ không tải của nó là khoảng 47 km/h. Có tải thì chắc được khoảng 45 km/h, tùy theo tải nặng hay tải nhẹ. Với những cái dòng động cơ chạy qua cầu trục thì tốc độ nó chỉ cỡ khoảng bằng đấy thôi, không có nhanh hơn được. Còn các bạn chạy trực tiếp động cơ trên không qua hộp giảm tốc thì tốc độ nó mới đạt được khoảng 6-70. Đấy là những cái dòng xe công suất lớn nữa, thường là dòng xe của những hãng thì mới đạt được tốc độ đấy, dạng như kiểu xe điện của Tesla đấy. Chắc là mình không đủ tiền, khoảng 9 tỷ. Sau đây mình sẽ quay chi tiết cái động cơ này cho các bạn. Xem. Con động cơ này cũng trục 18 răng thôi, giống cái động cơ cầu lớn của mình. Tí mình sẽ quay cho các bạn xem cái cầu lớn nó hay sử dụng. Cầu đó thì bên mình hiện đang có những cái kích thước từ 80 cho đến 1m4. Đây phần đuôi động cơ đây, nó vẫn sử dụng cảm biến pha giống như động cơ BLDC. Đây là bộ điều khiển của nó. Con động cơ này rất là nặng các bạn ạ. Với cái động cơ BLBC bình thường của mình thì nó chỉ khoảng 12-13 cân thôi. Nhưng riêng con động cơ này cùng công suất nó tới 19 kg, rất là nặng. Còn đây là bộ cầu sẽ được sử dụng với cái động cơ này. Đây là bộ cầu điện của nó đây. Đấy. Cầu điện này nó có loại phanh tăng trống và phanh đĩa. Và cái mặt động cơ là sẽ được bắt vào đây. Đấy. Động cơ được bắt cái mặt bích này. Cầu này thì phanh đĩa này hiện bên mình đang có loại là 1m4. Phanh đĩa. Đây phanh đĩa đây. Hiện tại mình có chiều dài là 1m4, còn phanh tăng trống thì có từ 1m cho đến 1m4. Các cỡ 10 phân 1, 10 cm 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay thì xin một like, comment và đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video vừa mới ra.